Đây sẽ là một tin cực kỳ vui cho những fan cứng của bộ anime manga Hunter x Hunter khi IP nổi tiếng này đã được nhà phát hành Dina chuyển thể thành một tựa game mobile. Hunter x Hunter Mobile có lối chơi cùng với cơ chế điều khiển đặc trưng của dòng game RPG. Người chơi sẽ tham gia những trận chiến với một đội hình tối đa 6 nhân vật. Người chơi có thể linh hoạt thay đổi các nhân vật để chiến đấu. Bắt đầu game, người chơi sẽ được dẫn dắt bởi những nhiệm vụ cốt truyện bám sát IP gốc, đương đầu với những kẻ địch khó khăn cùng những con boss hùng mạnh. Hoàn thành mỗi nhiệm vụ, người chơi sẽ nhận được tiền và XP, tăng cấp cho nhân vật của mình sẽ giúp cho người chơi mở ra thêm nhiều tính năng mới mẻ. Hunter x Hunter Mobile sẽ cho người chơi có cơ hội gặp lại những nhân vật tuổi thơ đầy hoài niệm. Với kho nhân vật đồ sộ bước ra từ IP Hunter x Hunter, hãy lựa chọn và sở hữu cho nội của bạn những nhân vật yêu thích với sức mạnh được chia theo phẩm chất từ R cho đến SSR thông qua tính năng gacha thú vị. Tất cả nhân vật đều sở hữu cho bản thân của họ những kỹ năng chuyên biệt giống như trong anime manga. Các nhân vật cũng sẽ được chia thành nhiều hệ chiến đấu như biến chất, cường hóa, đặc chất. Mỗi hệ sẽ mang trên mình bộ sức mạnh khác nhau để khắc chế hệ chiến đấu của đối thủ. Hãy lựa chọn những nhân vật phù hợp nhất cho mỗi trận đấu của bạn để tăng cơ hội giành thắng lợi. Tăng sức mạnh cho đội của bạn để chuẩn bị sẵn sàng cho những trận chiến nảy lửa sắp tới bằng cách tăng cấp, mở khóa skill, tăng cấp skill. Ngoài ra, người chơi sẽ tham gia vào những bài kiểm tra định kỳ gọi là Water Divination để tìm cho nhân vật của mình những kỹ năng đặc biệt. Hunter x Hunter Mobile còn có hệ thống guild cho phép người chơi tham gia vào những ban hội thợ săn để tìm kiếm những phần thưởng giá trị, cũng như tham gia vào các trận Red Boss để có cơ hội sở hữu những món vật phẩm siêu khủng. Bên cạnh đó, game còn có hệ thống PvP thú vị như vượt tháp, đấu trường bầu trời 1v1, thí nghiệm thợ săn, rèn luyện, săn boss. Không chỉ giúp người chơi ghi tên mình lên top bảng xếp hạng nhằm khẳng định vị thế với những người chơi khác, mà những trận đấu này còn mang lại cho bạn nhiều phần quà hấp dẫn. Công nghệ Unity 3D hoàn toàn mới được sử dụng trong Hunter x Hunter Mobile để tạo mô hình nhân vật và cảnh quan 3D có độ chính xác cao nhằm xây dựng một thế giới thợ săn hoàn chỉnh và đẹp mắt. Đội ngũ lồng tiếng được thực hiện bởi dàn diễn viên nổi tiếng của anime gốc đã thổi hồn vào các nhân vật, đã giúp tựa game này trở nên vô cùng sống động và chân thực. Hãy cùng chờ đợi con thuyền Hunter x Hunter Mobile chứa đựng vô số những điều mới mẻ, hay ho dành cho bạn sẽ gặp mến trong thời gian sắp tới nhé! We'll be right back.